Đo chu vi vòng đầu trẻ sơ sinh. Virus Zika là một nguyên nhân gây ra bệnh não nhỏ và các bất thường ở não nghiêm trọng khác của thai nhi. Tất cả trẻ sơ sinh được sinh ra từ các bà mẹ có bằng chứng xác nhận có khả năng nhiễm virus Zika khi mang thai sẽ phải làm một bài kiểm tra toàn diện bao gồm đo chu vi vòng đầu, chiều dài cân nặng, đánh giá tuổi, khám hệ thần kinh, siêu âm não và kiểm tra thính giác sơ sinh tiêu chuẩn, xét nghiệm nhiễm Zika trước khi xuất viện. Microcephaly là một khuyết tật bẩm sinh, trong đó đầu của trẻ sơ sinh nhỏ hơn so với trẻ sơ sinh có cùng giới tính và độ tuổi hoặc cùng tuổi thai. Microcephaly thường được định nghĩa là một chu vi chẩm hay chu vi đầu dưới phần trăm thứ ba cho tuổi thai và giới tính. Tuy nhiên, tiêu chuẩn có thể khác nhau. Microcephaly là một phát hiện lâm sàng, không phải chẩn đoán. Chu vi vòng đầu được coi là một đánh giá đáng tin cậy của khối lượng não bộ bên dưới. Bây giờ hãy xem xét các cân nhắc và phương pháp quan trọng. Đầu tiên, bắt đầu với một thước dây không có độ co giãn. Tiếp theo, quấn quanh đầu trẻ, phần rộng nhất có thể của đầu. Đó thường là phần trên lông mày của trẻ, ngay sát trên tai và điểm giữa phía sau đầu. Chúng tôi khuyên bạn nên định vị lại dây đo và lặp lại phép đo 3 lần. Ghi lại số đo lớn nhất, chính xác đến 0,1cm.